Chương 4. Kiểm soát giết mổ động vật trên cạn, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y. 1.1. Kiểm soát giết mổ động vật trên cạn. Điều 64. Yêu cầu đối với giết mổ động vật trên cạn để kinh doanh. 1. Động vật có trong danh mục động vật thuộc diện phải kiểm soát giết mổ được cơ quan quản lý chuyên ngành thú y thực hiện kiểm soát giết mổ theo quy trình. 2 việc giết mổ động vật phải được thực hiện tại cơ sở giết mổ động vật tập trung bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y quy định tại khoảng 1 điều 69 của luật này. Trường hợp tại các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, chưa có cơ sở giết mổ động vật tập trung, thì việc giết mổ động vật được thực hiện tại cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ và phải đáp ứng yêu cầu vệ sinh thú y quy định tại khoảng 2 điều 69 của luật này. 3. Động vật có trong danh mục động vật thuộc diện phải kiểm soát giết mổ khi đưa vào giết mổ phải khỏe mạnh, bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và được đối xử theo quy định tại điểm B khoảng 1 điều 21 của luật này. Điều 65. Nội dung kiểm soát giết mổ động vật trên cạn. 1. Kiểm tra việc thực hiện yêu cầu vệ sinh thú y đối với động vật giết mổ. 2 kiểm tra việc thực hiện yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 69 của luật này. 3. Kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với người trực tiếp tham gia giết mổ động vật. 4. Kiểm tra trước và sau khi giết mổ động vật để phát hiện các yếu tố gây bệnh, gây hại cho động vật, sức khỏe con người và môi trường. 5. Xử lý động vật, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y. 6 đóng dấu hoặc đánh dấu kiểm soát giết mổ trên thân thịt hoặc dán tem vệ sinh thú y, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. Mục 2. Kiểm soát sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật. Điều 66. Yêu cầu vệ sinh thú y đối với sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật. 1 việc kiểm tra vệ sinh thú y phải được cơ quan quản lý chuyên ngành thú y thực hiện trong quá trình sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật. 2. Cơ sở sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật phải bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y quy định tại khoảng 3 và khoảng 4, điều 69 của luật này và pháp luật về an toàn thực phẩm. Điều 67. Nội dung kiểm soát sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật. 1 kiểm tra việc thực hiện yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở sơ chế chế biến động vật, sản phẩm động vật theo quy định tại khoảng 3 và khoảng 4 điều 69 của luật này. 2. Kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với người trực tiếp tham gia sơ chế chế biến động vật, sản phẩm động vật. 3. Xử lý động vật, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Mục 3. Kiểm tra vệ sinh thú y. Điều 68. Quy định chung về kiểm tra vệ sinh thú y. 1. Kiểm tra vệ sinh thú y phải được thực hiện trong quá trình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, vận chuyển, giết mổ động vật trên cạn, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. 2. Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y thực hiện kiểm tra, giám sát yêu cầu vệ sinh thú y đối với các đối tượng có trong danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y. Phân tích nguy cơ truy xuất nguồn gốc đối với động vật, sản phẩm động vật. 3. Nội dung kiểm tra vệ sinh thú y. A. Kiểm tra đánh giá việc thực hiện yêu cầu vệ sinh thú y đối với các đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y. B. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật để phát hiện đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y. C. Kết luận và xử lý theo quy định của pháp luật. Điều 69 yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật trên cạn, cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật. 1. Cơ sở giết mổ động vật tập trung. A. Địa điểm phải theo quy hoạch của chính quyền địa phương. B. Thiết kế các khu vực riêng biệt để ngăn ngừa ô nhiễm chéo. C. Trang thiết bị, dụng cụ, nước cho việc giết mổ động vật phải bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y. D có hệ thống xử lý nước thải, chất thải, bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. D. Người trực tiếp tham gia giết mổ động vật phải tuân thủ quy định về sức khỏe và thực hiện các quy trình vệ sinh trong quá trình giết mổ. 2. Cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ. A. Địa điểm phải tách biệt với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm. B. Trang thiết bị, dụng cụ phù hợp để giết mổ, không gây độc hại, ô nhiễm cho sản phẩm động vật. C. Có đủ nước bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y phục vụ cho việc giết mổ động vật. D. Có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải, bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. D. Người trực tiếp tham gia giết mổ động vật phải tuân thủ quy định về sức khỏe và thực hiện các quy trình vệ sinh trong quá trình giết mổ. 3. Cơ sở sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật để kinh doanh. A. Có địa điểm diện tích thích hợp, khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác. B. Thiết kế các khu vực riêng biệt để ngăn ngừa ô nhiễm chéo. C. Trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y. D. Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ cho việc sơ chế, chế biến sản phẩm động vật. D. Có hệ thống xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. E. Quy trình sơ chế chế biến phải bảo đảm sản phẩm không bị ô nhiễm chéo, tiếp xúc với các yếu tố gây ô nhiễm hoặc độc hại. G. Người trực tiếp tham gia sơ chế, chế biến sản phẩm động vật phải tuân thủ quy định về sức khỏe và thực hiện quy trình vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến. 4. Cơ sở sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật nhỏ lẻ. A. Có khoảng cách bảo đảm không bị ô nhiễm bởi các tác nhân gây hại. B. Trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y. C. Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ cho việc sơ chế, chế biến sản phẩm động vật. D. Có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. D. Người trực tiếp tham gia sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật phải tuân thủ quy định về sức khỏe và thực hiện quy trình vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến. Điều 70 yêu cầu vệ sinh thú y trong vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. 1. Phương tiện vận chuyển động vật. A. An toàn kỹ thuật để bảo vệ động vật trong quá trình vận chuyển. B. Bảo đảm không để thoát nước thải và chất thải ra môi trường trong quá trình vận chuyển. C. Dễ vệ sinh khử trùng tiêu độc. D. Đối với phương tiện vận chuyển kính, phải có hệ thống cung cấp dưỡng khí hoặc không khí thích hợp. 2 phương tiện vận chuyển vật dụng chứa đựng sản phẩm động vật a an toàn kỹ thuật để bảo đảm chất lượng của sản phẩm động vật không bị ảnh hưởng xấu trong quá trình vận chuyển b mặt trong của vật dụng chứa đựng sản phẩm động vật phải được làm bằng vật liệu không dỉ dễ vệ sinh khử trùng tiêu độc c vật dụng chứa đựng sản phẩm động vật phải kín để bảo quản sản phẩm không bị ô nhiễm từ môi trường bên ngoài và ngược lại d Đáp ứng yêu cầu nhiệt độ bảo quản đối với từng loại sản phẩm động vật trong suốt quá trình vận chuyển. 3. Nước thải, chất thải trong quá trình vận chuyển phải được thu gom, xử lý, bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Điều 71. Yêu cầu vệ sinh thú y đối với chợ kinh doanh, cơ sở thu gom động vật. 1. Chợ chuyên kinh doanh động vật. A. Địa điểm phải theo quy hoạch của chính quyền địa phương. B có khu vực riêng biệt đối với từng loài động vật. C. Trang thiết bị dụng cụ nước bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y. D. Có biện pháp thu gom xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. D. Thực hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc theo quy định. Hai. Chợ kinh doanh động vật nhỏ lẻ. A. Địa điểm tách biệt với các ngành hàng khác. B thuận lợi cho việc vệ sinh khử trùng tiêu độc thu gom xử lý nước thải chất thải. 3. Cơ sở thu gom động vật. A. Địa điểm tách biệt với khu dân cư, khu vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, các công trình công cộng. B. Có khu vực riêng biệt đối với từng loài động vật. C. Trang thiết bị, dụng cụ, nước bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y. D có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải, bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Điều 72. Yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật. 1. Cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật. a. Phương tiện bày bán, vật dụng chứa đựng sản phẩm động vật phải được làm bằng vật liệu không dĩ, không làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm, dễ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc. b có biện pháp bảo quản thích hợp để sản phẩm động vật không bị mất an toàn thực phẩm biến chất c địa điểm và vật dụng dùng trong kinh doanh sản phẩm động vật phải được vệ sinh sạch trước trong và sau khi bán định kỳ khử trùng tiêu độc d kho thiết bị bảo quản sản phẩm động vật phải tuân thủ các quy định theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng d nước thải chất thải trong quá trình kinh doanh sản phẩm động vật phải được xử lý, bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 2. Cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật với mục đích làm thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu vệ sinh thú y quy định tại khoản 1 điều này và theo pháp luật về an toàn thực phẩm. Điều 73. Yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán, phẫu thuật động vật. 1. Cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật A. Địa điểm tách biệt với khu dân cư, công trình công cộng. B. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất phù hợp. C. Có nơi riêng biệt để nuôi giữ động vật. D. Có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải, bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 2. Cơ sở phẫu thuật động vật. A. Có đủ diện tích, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất. B. Có nơi nuôi giữ động vật trước và sau phẫu thuật. C. Có biện pháp thu gom xử lý nước thải, chất thải, bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Mục 4. Trách nhiệm trong quản lý giết mổ động vật trên cạn, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y. Điều 74. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành. một Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh thú y đối với các đối tượng thuộc diện kiểm tra vệ sinh thú y, cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán, phẫu thuật động vật, cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật. 2. Danh mục động vật thuộc diện phải kiểm soát giết mổ, danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y, danh mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y. 3. Quy trình kiểm soát giết mổ động vật Quy trình hồ sơ kiểm tra vệ sinh thú y, mẫu dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y, quy định về xử lý động vật, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y. Điều 75. Trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y. 1. Hướng dẫn kiểm tra giám sát thực hiện các quy định về yêu cầu vệ sinh thú y đối với đối tượng thuộc diện phải kiểm tra yêu cầu vệ sinh thú y, đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y. 2 hướng dẫn các biện pháp xử lý đối với đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y không đạt yêu cầu. 3. Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về kiểm soát giết mổ kiểm tra vệ sinh thú y. 4. Cục thú y thực hiện kiểm soát giết mổ động vật trên cạn để xuất khẩu. 5. Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương thực hiện kiểm soát giết mổ động vật trên cạn để tiêu thụ trong nước. Điều 76. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp. 1 ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây a ban hành các quy định chính sách hướng dẫn về hoạt động giết mổ kiểm soát giết mổ động vật trên cạn sơ chế chế biến vận chuyển kinh doanh động vật sản phẩm động vật kiểm tra vệ sinh thú y b chỉ đạo xây dựng mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung và lập kế hoạch thực hiện việc giết mổ động vật tập trung c chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan phối hợp quản lý việc giết mổ kiểm soát giết mổ động vật trên cạn sơ chế, chế biến, vận chuyển kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh thú y trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật về thú y, d. Chỉ đạo tổ chức thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến, vận chuyển kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh thú y trên địa bàn. 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm sau đây: a. Phối hợp với các phòng ban ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung. B. Quản lý hoạt động của cơ sở giết mổ động vật tập trung, hoạt động sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh thú y trên địa bàn. C. Tổ chức thực hiện quy định tại điểm A và điểm D khoảng 2 điều chính của luật này. 3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau đây. A. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền quản lý việc giết mổ động vật tập trung, sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh thú y trên địa bàn. B. Quản lý hoạt động của cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ. Điều 77. Trách nhiệm của tổ chức cá nhân. 1. Tuân thủ quy định về yêu cầu vệ sinh thú y trong giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật. 2. Lưu giữ hồ sơ và các thông tin cần thiết để truy xuất nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật.